Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với sắc, chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô, mà học, nên đối với thọ tưởng hành thức, cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô, mà học. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nên đối với nhãn xứ, chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô, mà học, nên đối với nhĩ tĩ thể thân ý xứ cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với sắc xứ chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học nên đối với thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với nhãn giới chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học, nên đối với nhĩ tí thể thân ý giới cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với sắc giới chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học, nên đối với thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Này này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành bát nhã, ba la, mật đa nên đối với nhãn thức giới, chẳng khởi lên các hành hoặc hữu, hoặc vô mà học nên đối với nhĩ tĩ thể thân ý thức giới cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu, hoặc vô mà học này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành bát nhã, ba la, mật đa nên đối với nhãn xúc chẳng khởi lên các hành hoặc hữu, hoặc vô mà học nên đối với nhĩ tĩ thể thân ý xúc cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu, hoặc vô mà học này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học nên đối với các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với địa giới chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học nên đối với thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la và đa nên đối với vô minh chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học nên đối với hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não cũng chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học.